Đình Trọng chia tay câu lạc bộ Hà Nội, bước ngoặt mới trong sự nghiệp của chuyên gia sân Tây. Và trưa ngày 11 tháng 2, trên trang chủ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội xuất hiện dòng thông báo xác nhận chia tay trung vệ Trần Đình Trọng sau 4 năm gắn bó. Đây là một thông tin khiến những cổ động viên của đội bóng thủ đô cảm thấy bất ngờ, bởi Đình Trọng được xem là một trong những trụ cột quan trọng của Hà Nội FC trong những mùa giải vừa qua. Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ với giới truyền thông: "Sau khi Đình Trọng hết hạn hợp đồng, đôi bên cũng đã đàm phán để tiến tới việc gia hạn thêm. Đình Trọng có nhiều đóng góp quan trọng cho câu lạc bộ Hà Nội những năm qua và cũng có mong muốn cống hiến thêm. Tuy nhiên, bản thân Trọng cũng có những nguyện vọng được thử sức ở môi trường mới nên câu lạc bộ Hà Nội tôn trọng quyết định của cậu ấy." Ông Tuấn cũng giải thích việc không giữ Đình Trọng không có nghĩa là cầu thủ này hết giá trị. Ông nói, Đình Trọng đã trải qua thời gian dài chấn thương, nhưng gần đây cậu ấy đã trở lại và thể hiện tốt trên đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup. Như vậy, Đình Trọng đã kết thúc mối lương duyên với đội bóng thủ đô sau một khoảng thời gian dài gắn bó từ các cấp độ trẻ. Cầu thủ sinh năm 1997 trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Năm 2013, Đình Trọng tỏa sáng rực rỡ trong biên chế của U17 Hà Nội TNT và cùng đội nhà giành huy chương đồng U17 quốc gia 2013 sau thất bại trước U17 SHB Đà Nẵng. Năm 2014, anh lại được gọi tham gia đội U19 Hà Nội TNT và cùng lứa trẻ của đội bóng thủ đô giành chức vô địch U19 quốc gia năm 2014. Tiếp sau đó, khi thi đấu trong mặc áo U21 Hà Nội TNT, Đình Trọng lại cùng đội nhà đăng quang chức vô địch U21 quốc gia năm 2016. Tại giải này, anh cũng lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của giải. Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017, anh được đem đi cho mượn tại câu lạc bộ Công an Nhân dân và câu lạc bộ Sài Gòn, khi đó vẫn đang còn mang tên câu lạc bộ Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, Đình Trọng thi đấu nổi bật, giúp câu lạc bộ Công an Nhân dân thăng hạng từ giải hạng nhì và góp công lớn vào chiến tích lên hạng V-League bằng chức vô địch giải hạng nhất cùng Sài Gòn FC vào mùa giải 2015. Ở mùa giải năm đó, Đình Trọng ra sân ở 10 trên 14 trận đấu và đóng vai trò chủ chốt trong tập thể được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Sau khi chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Trần Đình Trọng ở hai mùa giải V-League 2016-2017, cũng như màn trình diễn xuất sắc tại giải vô địch U23 châu Á năm 2018, đội bóng chủ quản của anh là Hà Nội FC quyết định đưa anh trở lại thi đấu cho đội bóng thủ đô. Cùng với đội chủ sân hàng đẫy, cầu thủ sinh năm 1997 đã có đóng góp to lớn vào một loạt các thành tích vang dội của Hà Nội FC, bao gồm hai chức vô địch V-League vào các năm 2018 và 2019, vô địch cúp quốc gia 2019-2020, vô địch siêu cúp 2018-2019-2020. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Đình Trọng được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập để chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch U20 thế giới năm 2017 trên đất Hàn Quốc. Ở giải đấu năm đó, anh thi đấu 2 trận cho U20 Việt Nam trong các cuộc đối đầu với U20 New Zealand và U20 Pháp. Cho dù có thành tích không tốt cùng U22 Việt Nam tại SEA Games 29 trên đất Malaysia, nhưng với việc cùng tập thể U23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, tên tuổi của Đình Trọng được đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà biết đến. Ở hành trình kỳ diệu trên đất Trung Quốc, anh cùng Bùi Tiến Dũng và người đồng đội ở cấp câu lạc bộ Đỗ Duy Mạnh tạo nên bộ ba trung vệ thép của U23 Việt Nam. Đình Trọng chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu của những chiến binh sao vàng ở giải đấu năm đó. Sau đó, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đánh dấu một năm 2018 đại thành công với vị trí thứ tư tại ASEAN 2018 cùng Olympic Việt Nam. Đặc biệt vào tháng 12, anh cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên lên đỉnh Đông Nam Á sau tròn 10 năm chờ đợi. Anh là một trong số 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2018 theo bầu chọn do Báo Thể thao Việt Nam tổ chức công bố ngày 27 tháng 12 năm 2018. Với lối chơi thông minh, khả năng đọc tình huống tốt, biết cách khai thác điểm yếu của đối phương cho dù thua thiệt về mặt thể hình, Đình Trọng được coi là một vị trí bất khả xâm phạm trong áo đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây, Đình Trọng liên tiếp phải bỏ dở rất nhiều chiến dịch quan trọng ở cả đội tuyển Việt Nam lẫn câu lạc bộ Hà Nội bởi lý do chấn thương. Trong quá khứ, anh từng phải sang Singapore chữa trị, qua đó tuột mất cơ hội tham dự Asian Cup năm 2019, SEA Games 30 cũng như phần lớn những trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, đồng thời vắng mặt trong nhiều trận đấu của Hà Nội FC. Bước sang năm 2022 này, cựu tuyển thủ của U23 Việt Nam đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với việc trở lại trong đội hình xuất phát ở cả hai trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Trong đó đặc biệt phải kể đến 45 phút mà anh góp mặt trên sân Mỹ Đình ở cuộc đối đầu với tuyển Trung Quốc. Đây có thể nói cũng là hiệp đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại lần này. Trước đội bóng xứ tỷ dân, Đình Trọng là một trong những thay đổi lớn ở tuyển Việt Nam so với trận lượt đi. Với điểm mạnh là óc phán đoán và khả năng chọn vị trí thông minh, anh thay thế Quế Ngọc Hải để đảm đương vai trò chỉ huy ở trung tâm hàng thủ, chờ cắt bóng hoặc giải quyết những tình huống nóng như chọc khe, bóng hai thay vì chơi như một trung vệ dập. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, anh có một lần giải vây, tung ra 11 đường chuyền thành công, được SofaScore chấm 6,4 điểm.
Cùng với Thành Trung và Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng tạo nên bộ ba trung vệ chắc chắn khiến các ngôi sao nhập tịch đắt giá trên hàng công tuyển Trung Quốc gần như vô hại. Một hàng thủ như vậy là điểm tựa để hàng công của tuyển Việt Nam chơi tốt và xé lưới tuyển Trung Quốc đến 2 lần. Nói như báo chí nước bạn, lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 đã định đoạt kết quả sớm trận đấu này. Trong 45 phút còn lại, huấn luyện viên Park rút Đình Trọng ra để đưa cầu thủ có chiều cao tốt là Bùi Hoàng Việt Anh qua đó tập trung chống bóng bổng, cũng là thứ vũ khí nguy hiểm cuối cùng của tuyển Trung Quốc. Trong cuộc đối đầu trước đó với tuyển Australia, Đình Trọng cũng đã chơi tròn vai. Anh tỏ ra chắc chắn, nhiều lần chủ động lao lên cắt bóng và sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật. Kết thúc 90 phút tại Melbourne, Đình Trọng sở hữu 3 tình huống tắc bóng thành công, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 81%. Ngoài ra, cho dù không có lợi thế về mặt thể hình khi chỉ cao 1m73, số 21 của đội tuyển Việt Nam cũng xuất sắc giành chiến thắng trong 2/3 pha không chiến với đối thủ. Anh cũng là trung vệ được SofaScore chấm điểm cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam với 6,6 điểm. Trước đối thủ vượt trội về trình độ, tuyển Việt Nam không tránh khỏi việc nhận những bàn thua. Điều đáng nói là cả 4 bàn thua này đều không có lỗi của Đình Trọng. Đúng thời điểm là từ mà giới chuyên môn dùng để mô tả một số tình huống dâng lên gây áp lực cho Tom Rogic. Đình Trọng hồi sinh đúng thời điểm tuyển Việt Nam đang trải qua khủng hoảng phòng ngự. Màn trình diễn qua 2 trận gặp Australia và Trung Quốc vừa qua là những tín hiệu cho thấy hình hài hàng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam đang trở lại. Và Đình Trọng chính là một thành phần chủ chốt trong khối phòng ngự đó. Chia tay Hà Nội FC sẽ có những khó khăn khi cựu tuyển thủ U23 Việt Nam phải làm quen với một môi trường mới. Tuy nhiên, việc chuyển đến một đội bóng khác cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội chơi bóng hơn cho Đình Trọng khi vị trí trung vệ ở câu lạc bộ Hà Nội hiện tại vô cùng chật chội với hàng loạt cái tên tiêu biểu như Duy Mạnh, Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh hay Đặng Văn Tới. Theo một số nguồn tin, điểm đến tiếp theo của số 21 đội tuyển Việt Nam rất có thể sẽ là đại gia mới nổi, câu lạc bộ Topeland Bình Định. Bản hợp đồng của Đình Trọng với đội bóng đất võ kéo dài 3 năm với mức lót tay rơi vào khoảng 10,5 tỷ trên 3 năm. Với việc bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để chiêu mộ Đình Trọng và những tân binh khác, rõ ràng đội bóng miền Trung đang thể hiện rất rõ tham vọng cực lớn ở mùa giải này. Mong rằng với nền tảng là phong độ tốt được thể hiện từ vòng loại World Cup cùng với việc được tái hợp với người thầy cũ Nguyễn Đức Thắng, Đình Trọng sẽ có một mùa giải thực sự ấn tượng của đội bóng đất võ. Qua đó, xây chắc vị trí trong đội hình đội tuyển Việt Nam và gặt hái được nhiều thành công trong khoảng thời gian sắp tới.